Kính thưa quý vị khán giả thân mến, Trọng vừa nhận được một cái tin rất là buồn, rất là cũng là nóng hổi luôn, cũng khá là sốc. Nè, mà Trọng đang dọn dẹp cũng như là nấu ăn cho cô bé ngoài sau, mồ hôi mồ kê không. Nhưng mà bắt buộc thì Trọng phải dừng lại lên đây để chia sẻ gấp cái câu chuyện này với mọi người liền. Và cũng như là rất là mong là quý vị khán giả đồng hành cùng với Trọng trong cái câu chuyện này. Chắc đây là trong kênh của Trọng thì chắc ai cũng biết là tự nhiên giờ vừa nghe nói mà Trọng nổi óc á, là chắc ai cũng biết là Trọng đã từng giúp đỡ cho một cái ông cụ ăn xin lúc 88 tuổi. Rồi năm rồi Trọng mới đến gần đây là ông đã 89 tuổi rồi, ăn xin ở Ngã Ba Vũng Tàu và có cu mang hàng chục bé chó rất là dễ thương. Trọng cũng đã từng đến để cạo lông cũng như là cho các em uống thuốc ve vệ sinh đồ đó, cũng giúp đỡ ông được một phần nào đó trong cuộc sống. Thì Trọng mới nhận được một cái thông tin là ông đã mất rồi. Trọng nhận thông tin ông mất cách đây khoảng một ngày mấy về trước, thì nửa đêm thì Trọng mới đọc được một cái comment là có một bạn đã coi lại clip cũ và có comment nói là thương ông quá, nhưng mà dù sao hiện tại thì ông cũng đã đi xa rồi. Thì Trọng cứ nghĩ là không lành. Sáng hôm sau thì Trọng đã tìm mọi cách để Trọng liên hệ với ông nhưng mà không có được. Thì cũng có cái duyên, sáng hôm nay thì Trọng đã liên hệ được với một cái bạn ở gần chỗ đó. Bạn đó cũng đang tìm số của Trọng luôn, và Trọng cũng đã có được số điện thoại của bạn đó và biết chính xác rằng là ông đã mất, và cũng có gửi Trọng một tấm hình. Thì mọi người cứ nghĩ đi, ông ở trọ một mình, sống một mình thôi, khi mà ông bệnh nặng á thì mọi người, người ta nhà trọ mà, người ta đâu có để cho người chết là ở trong nhà, nên là để ông ở ngoài. Như những cái hình ảnh mà Trọng để lên là Trọng có che cái mặt ông lại đó, tại vì mình thấy tội, Trọng chỉ chia lại cái hoàn cảnh thôi. Thì như là mọi người thấy là rất là thương luôn. Hiện tại thì thông tin Trọng nắm được là ông còn 9 bé chó. 9 bé chó thì đến giờ phút này thì hiện tại các em vẫn còn ở trong ngôi nhà đó và có người giữ chìa khóa và cho ăn. Họ cũng đang tìm cách để liên hệ với Trọng nhưng mà họ chưa liên hệ được. Giống như là họ nghe nói tên Trọng Cà Mau hay giúp ông vậy thôi, chứ họ không có biết là trên cái kênh của Trọng có cái số. Nhưng mà may mắn là Trọng điện thoại liền, và ngay bây giờ thì Trọng sẽ liên hệ xe. Nếu mà có xe liền lập tức thì Trọng sẽ đi. Thật với mọi người là hôm nay Trọng đang ở nhà có một mình thôi, một mình. Nhưng mà nếu mà ok có xe thì Trọng sẽ chạy ra ngoài để mua một bịch hạt to về Trọng gãi cho các em nó ăn. Và Trọng phải đi nấu cơm rồi luôn, nhưng mà cho ăn không kịp đâu. Thì Trọng sẽ đi, rồi tối Trọng về Trọng sẽ cho nó ăn sau. Và cũng thông tin với quý vị là chính bé chó này thì lúc ông còn sống thì ở trên clip luôn, giống như là ông có cái duy nguyện là sau này bác có mất thì bác nhờ Trọng tìm cho em một cái nơi, một cái mái ấm để cho các em là ở suốt cuộc đời. Ông cảm ơn Trọng rất là nhiều, và bây giờ là đã đến lúc Trọng thực hiện lời hứa với ông. Và cũng ngay cái thời điểm đó thì mái ấm của chị Thùy ở Bình Dương cũng đã từng muốn là nhận các em, và thậm chí chị Thùy ở Bình Dương là còn muốn là điện với Trọng là nếu như ông chấp nhận về mà ở trạm mà hữu hỷ để chị Thùy nuôi ông luôn tới ngày ông mất, thì chị Thùy chấp nhận nuôi ông luôn, chị Thùy Bình Dương. Thì thời điểm đó thì Trọng có nói và ông không đồng ý. Ông nói là ông sống một mình nó quen rồi. Thì chính vì điều đó và hôm nay thì Trọng sẽ tìm xe nè, đi đem mấy em về giao lại cho chị Thùy ở Bình Dương chăm sóc các em thay cho ông. Thì thông qua cái clip này Trọng cũng rất là mong quý vị khán giả là đồng hành với Trọng, giúp cho Trọng cái kinh phí để đi đón các em, cũng như là một phần kinh phí nào đó để giúp cho các em về một cái trạm mới, để cho các em là có cái kinh phí là khám bệnh ban đầu nè. Nét ga thì Trọng cũng cho uống cách đây lâu rồi, thì giống như là cho mỗi em một cái liều nét ga với một cái liều chích ngừa. Thì Trọng nghĩ rằng là ông đã mất rồi thì bây giờ chỉ còn giúp đỡ ông thêm một lần này nữa thôi. Thì
rất là mong mọi người đồng hành. Thì bây giờ thì Trọng chia sẻ một cái video ngắn này thôi. Còn khi nào về đến cái trạm chị Thùy hoặc là trên đường về mà khi đón được các em thì Trọng sẽ làm clip chi tiết hơn hoàn cảnh thực tế của các em, cái cuộc sống của các em nó hiện tại như thế nào, cũng như nếu Trọng qua bên đó mà Trọng tìm hiểu được cái câu chuyện mà ông mất như thế nào thì Trọng cũng sẽ có cái chia sẻ cụ thể hơn. Hiện nay thì Trọng cũng chỉ nhận được những cái hình ảnh thôi. Rất là mong và quý vị khán giả đồng hành cùng với Trọng. Và vì sao là mà Trọng chọn mặt gửi vàng, Trọng chọn chị Thùy Bình Dương để chăm sóc các em, thì chắc chắn rằng ở trong khi mà mọi việc nó hoàn thành thì Trọng sẽ có cái cách chia sẻ với mọi người. Và bây giờ thì Trọng xin phép được dừng lại video để up ngay lên cho mọi người được biết cái thông tin này. Và trước khi up thì Trọng cũng sẽ liên hệ xe. Trọng rất là mong là trong cái ngày hôm nay mọi việc sẽ hoàn thành. Còn nếu như mọi thứ nó đều trục trặc thì Trọng sẽ liên hệ với bên đó gán giữ em thêm một đêm nữa, muộn nhất là cũng là sáng mai là Trọng sẽ xử lý xong cái việc này, rồi sẽ có một cái clip lên chia sẻ với quý vị. Rất là mong quý vị khán giả đồng hành cùng với Trọng trong cái câu chuyện này. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.